Vương hồi nhỏ là nó thích vẽ lắm đúng không Rất thích vẽ lắm, bà? mà có đầu tội nghiệp không có giấy vẽ nào, nó bo nó không cho đi học, Dạ. nó bo nó quá lo nó, Dạ. rồi tội nghiệp cái rồi nó nhòa có thôi nói vậy, cái tội lấy câu mà hạt trên bay nó đó, Dạ. nó lấy thì nó không lái gì hết, nó lái cái cặp gái gần đây, À. cái nó về nó ngồi nó vẽ, nó Dạ. vẽ tội nghiệp vẽ trong mơ biết không trưa, cái bo nó về gùi đốt nó mới vẽ luôn chi, Rồi. à cái tội nghiệp cái nó cắt, cái ruộng bo nó đây thì lé nhỏ ra vẽ, thì Dạ. cái nghề thích của nó mà. Dạ, nó thích đam mê á mà. Cái Do ruộng là không có tiền để mua giấy đúng à, không? không có Vương lại tiền, ngồi nói chuyện cho Vương, lại nó ngồi với nội đi. cái không có tiền mua, nó Dạ. nấu có thôi thì không có tiền Dạ. mua, cái thằng bay nó ông do ông chứ không phải do công ông đâu, ông Dạ. đừng có quánh nó, cái ông mua cho nó ít, ít miếng nó dễ mép trên đi ăn cá với giấy nên cái Dạ. giấy thôi trong rồi nó mà nói anh thương là đứa đó. Dạ thì cái nó tội mà, cái đó là đam mê quá mà bà nó Đam mê không. của nó mà, Dạ. cái mê của nó là cái vẽ tranh nữa đó. Dạ. Ừ, Là đam tội mê nghiệp từ lúc nhỏ luôn hả bà? lúc nhỏ luôn, À. hầu tội nghiệp hầu nó xin cho đi học này cho ông đội trưởng này này, ông Dạ. cho học này, ông kêu ông nên nói thì lai Dạ. để xin làm đơn xin cũng không cho học, Dạ. có xa cái nhà nước mới nó quay lên cái mới thấy nó vậy mới chuyện mới khuyên nhủ mới, mới cho nó đi học đây, chứ hầu nữ mà xem như đi ông cho nó đi học thì năm nay cũng lớp 7 lớp 4 rồi. Đâu, nó mà cho đi học giờ nó lớp 12 rồi đó mà đi học Đó đại học rồi chứ. được học rồi đó mà nó cũng không cho đi, Dạ. có tội nghiệp nhỏ mê có vẻ nó quá chồng nó thường là nó mà anh thường là đất ruột cho nó em Dạ. bệnh hồng nó không có tiền nó không không có tiền con nào không có Dạ. gì thấy chứ mà thấy nó Ồ. vẽ mà ăn cắp giấy gì vẽ mà ứa nước mát mà Đúng mất rồi, mùi là hôi nó đi nó không ăn cắp gì mà ăn cắp giấy về nó à, vẽ cắp thôi. giấy không không Ồ, lái tội giấy nó. chứ nghiệp chứ không lái gì hết chứ nó Dạ. lái gì ơi lái giấy nó Dạ. không miệng tội nghiệp hầu người khác chút giấy đâu không được nhiều mà Ờ, hãy nói đây thôi mà đam thôi. mê á, tội À, ghê thì cái chứ. Bữa mà nay nó á là vô à. là em Vương tí là em đi mua gì, em thích mua giấy bao nhiêu là em mua nha, chứ em không có lo gì về mà tiền bạc hết nghe Vương, vì có nhiều người giúp cho em lắm á, nghe chưa? Tội em Tội ghê lắm. nó tội nghiệp lắm, Giờ nó là nhiều em nó là không được khổ không tội nghiệp kia khổ quá rồi qua nó lo ngày quánh biết nó dạy cái rồi đến trường tội nghiệp cho đi học rồi thấy nó cũng mừng cái Dạ. hậu nó có chi nè hay rồi ông hiệu trưởng chi ông nó ông tự lại ông đâu cho đi học đâu. Dạ. Phải tốn tuổi rồi mình chưa cho đi học ta biết đâu có cho học đâu mà Dạ. học rồi ngậu thử lai đó không đâu đâu có phải cái này không phải lai Dạ, không lai. cái mình do tiền Dạ. chứ không phải mình lai đâu, Dạ. cái lai chẳng lai hết rồi Dạ. mình bệnh do tiền. Nghe bà nội kể con mới biết được. Nó hầu nó cậu nghiệp Dạ. lắm. Vương hồi đó em thích vẽ là mấy tuổi Vương, em có nhớ không Vương? Năm tháng tuổi Năm sáu tuổi ba rồi, năm sáu tuổi là thích vẽ rồi à? đó Tội. ông gọi là có đi Ủa vẽ không mà hồi đó là có nghĩa là sao tự, có nghĩa là trong trong đầu em thích vẽ hay là ý là em thấy bức vẽ đẹp và em vẽ hay là sao? nói tự thấy À. Rồi thời gian sau này em có đi học thầy nào chỉ em vẽ hay không hay là tự em luôn? đi học rồi À. Đi học rồi lên trường thì chắc vẽ rồi nữa là chắc có học ở lớp mỹ thuật rồi nữa đúng không? dạ. À. Rồi có học ở ngoài không? Em có đi học ở ngoài gì không? Không hả? Ừ. Ủa mà sao anh thấy cái khen này em là nhiều nhiều cái giải mà em thi cấp huyện, có cấp tỉnh không? Ai quỷ ông tỉnh rồi đưa đi Có học tỉnh đi không? đi Có thấy tỉnh, hay cấp chứ tỉnh không? có dạ có Có hả? dạ Ủa đây có vị đây này. À, hôm trước Hải chia sẻ rồi có vị đây này. Em này. Hiệu trưởng trường này xuất sắc học tập rèn luyện, nó nói này, cái này là hiệu trưởng trường dạy ba hội thi mỹ thuật cấp huyện này. À, quý vị có thấy cấp huyện này không? Có cấp tỉnh à Vương? dạ. Đâu cấp tỉnh đâu anh nhận à. Em cho anh xem thử cấp tỉnh đâu à. Đây cấp huyện này. Rất là giỏi. Quá chừng. Thấy thấy em học giỏi mà mừng quá chừng mừng. Hả? Đâu? Đây đây cấp tỉnh đấy hả? Wow, quá dữ luôn vậy. Nguyễn Đình Vương đây. Huyện Núi Thành đạt giải thí sinh có hoàn thành hoàn cảnh đặc biệt khăn. Hội thi mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Nam này. Ồ, ghê hả? Mà nay mờ quá này. Mất cái kính À, nó mắc cái kính này là nó phai màu đúng không? dạ. Đình Vương. Tỉnh Quảng Nam.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ồ, giỏi quá, xuất sắc, tuyệt vời quá. Cố gắng phát huy. Rồi vài bữa này sẽ có rất là nhiều đặc đặc tranh cho em vẽ đó. Nó qua nó nhờ em nói Hương, đi lên xong nó em ngọc gãy nước trước. Lại vừa đọc. Thôi nè, Hương không về nấu ăn à? Hương, không nấu ăn Hương, vừa đâu. À, nó ăn vẽ à bà Hoàng nội? Hồng nó trẻ đẹp lắm. Còn Hồng nó một Tết mà nó thu hết rồi, trên nó thu hết rồi chứ. Một cặp thì nó thu hết. À là hồi đó em vẽ nhiều lắm hả Vương, mà vẽ nhiều lắm. Vẽ nhiều lắm hả? Một cặp đó nó thu hết. À, bây giờ là ba thu hết nè. Nhà nước thu, mấy ông anh mà dự trữ đó, nhà nước thu hết. À, ủa thu là đem về chắc trưng bà hay là ông chị chứ gì đúng không? Chị không biết chứ, vô anh thu hết. Giải được đó mà anh thu lên đấy. À là bánh mấy hội đó họ thu hả Vương? Thu về là để họ trưng bày hay là làm gì đó? Chắc vậy. Vậy là em Vương vẽ rất là nhiều chứ không phải là có chừng. Em Vương vẽ rất là nhiều nhưng mà chắc cũng mấy hội rồi đem đi trưng bày đó, quý vị thấy. Quá đẹp. Đây quý vị. Cái này bữa đó là Hải có chia sẻ rồi, mà lấy ra chia sẻ thêm lần nữa, quý vị ai chưa xem thì xem những cái bức ảnh của em. Mở ra được nha Vương Hiền, đây. Chia sẻ một lần nữa cho nếu như quý vị xem nên Vương vẽ đây. Đó, bức tranh vẽ đẹp thế này đây. Ghê thiệt cái chứ. Vẽ cái con gì đây, con cao công à? Dạ. Cái nét sao mà đẹp thiệt cái chứ. Đây Vương ký trong đây. Này, cái này bút chì không thì trời, bút chì trong mà nó vẽ ra thế này thì cũng đúng mà không tưởng được cái chứ dẫn. Đẹp thế. Đẹp. Để phục vào tài năng của Vương thì cái chứ. Vương đây. Đi học. Cái này là vẽ này em tưởng tượng ra hay là dựa vào một tranh nào Vương? Dạ, có dán vài cái mẫu nhỏ thôi còn cái đó nha. Quá đỉnh. Đây nè. Đây là cái bình bông đơn giản mà đẹp ghê thì khô ly. Đây là trời ơi trời ơi, nó vẽ rêu mà nó đẹp kinh đi rồi. Đúng là tài thiệt cả nhà. Đẹp thiệt à. Chắc chắn là khi mà anh chia sẻ video này có rất là nhiều cô bác anh chị sẽ đặt bức tranh cho Vương vẽ. Không có thời gian vẽ luôn đây Vương ơi. Quá giỏi luôn. Như công đẹp ghê. Quá đẹp. Vẽ này cũng chì công chứ vậy, cái này mới chưa tô màu của nha, tô màu qua thì không thể chê vào đâu được. Ấn thiệt cái chê dẫn. Như này. Bữa nào dẫn Vương đi chơi chỗ nào đẹp đẹp ấy, vẽ được không? Em tưởng tượng nó vẽ được không Vương? Đấy. Bữa nào anh dẫn em đi đi ra Cầu Rồng Đà Nẵng đi. Hỉ. Em vẽ Cầu Rồng. Ok không? Ê. Được không? Được không? Vài bữa em dẫn em đi vô Đà Nẵng chơi rồi em đi du lịch, em đi thích đi đâu chỗ nào mà có cảnh đẹp á, em thích vẽ là anh dẫn em đi. Ok. Được. Quá tuyệt vời nè. Tự tin nghe chưa? Không được mặc cỏm gì trơn á. Ê. Đây bạn cũng thấy là cái tài năng của em không ai mà có được đâu. Em phải tự tin lên. Anh phục em sắt đắt rồi đó. Tài năng của em. Em tự tin chứ không có gì đâu mà phải ngại là thế này thế kia đúng không? Quá mừng nè. Dạ, vừa qua đây mới gặp xong cộng đồng cũng gặp ra thì cũng ăn. Dạ. Cũng là lo quan tâm cho cá. Dạ dạ. Và cũng ăn không chứ không biết có làm con được đâu. Dạ dạ. Có cái thành nghĩa tầm. Dạ dạ. Giúp bao nhiêu.
có ăn được cho cái luật đó. Dạ dạ có hoàn cảnh chứ là bà mừng rồi đó. Bà mừng ạ. Dạ. Bà mừng quá hả? Bà thì mới cũng mới biết tin ngày hôm qua, bởi vì bà nội nhà cũng không có ở gần đây đúng không bà? Cũng xa hả? Ừ xa, xa gần ở đây cái núi đó là đi lên cái đồn nó khóc. Dạ. Mình đi hoàn cảnh mùa về có một mình vợ nhỏ ấy. Con nó đi lùn xa, nó lùn mình ăn có mà con nó về. Dạ. Có mình vợ nhỏ ấy. Bà lên không có được gì vậy đó. Dạ, ở nhà còn nuôi bò, nuôi gò đó chứ hả? Có cổ lắm, có bò, có nhà nhò, mua mặt nhà nhò, lộn nhà nhò, không, không, không bò, không trao, không gò, không thấy, không đi thấy. Mà câu người đầu mà nói là gái bò bị máu, nói gái tai nạn. À, con gái bò máy bị tai nạn hả? Ừ, tai nạn, có máu lên mổ lấy giết con của anh chưa, còn ở nhà đó chứ. À. Có mình bò nhà, anh ra đau, đứt miếng. À, vậy hả? Ôi, rất là con tưởng đâu là bà ở nhà có mình, nếu mà bà ở nhà mình thì bà xuống chăm sóc với lại hai cho con nhỏ vui. Là con gái bà ở nhà cũng bị đau, bị tai nạn, bị mổ hả? Ờ, dạ. Con gái bị mổ, bị tai nạn. Dạ, 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 tội nghiệp đó hả? Vương ngồi mình tự tin, Vương, không có gì đâu, em cúi. Với lại ngồi em thẳng lưng này chứ không ngồi cao quá rồi em ngồi cái cao quá cái lưng á. Anh cao rồi mốt 1m7 chứ không phải đâu. Không, kiếm đủ mà đứa đó mà. Dạ. Còn con nữa. Cứ nhìn thẳng lên tự tin thôi chứ không có gì đâu mà phải ngại đó. Mừng quá. Tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi. Mình có cái bà Thái bà mừng. Hai nó cũng tại cái nghiệp. Tại phụ hái thì cái đau bụng đại ra. Dạ, đúng rồi. Bị tùm lum mà đó con vô con thấy là cái chân này nước nó nứt mà nó chảy nước ra ngoài, chảy nước ra luôn mà, nó rỉ nước ra luôn mà bà lại khô mà thấy táp cũng kia ra. Từng đường đường đó rồi. Chùa. Cái đó giật đau đau rắc mà đây đỡ rồi. Cái nó là gió bắt nhấc bướm ra. Dạ dạ. Không bao dẫn tao gió thì nhấc bướm ra. Dạ. Qua video thì em cũng xin cảm ơn quý cô bác Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước để giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai cha con, và đặc biệt là cảm ơn thầy Hải, cô Diệp cũng như là đệ tử của thầy đã bỏ thời gian vào đây để chữa bệnh cho hai cha con. Thật sự Hải rất là vui mừng khi mà hôm nay nhìn thấy em Vương cái tay thì cha thì nó lột ra cũng quý vị nhìn thấy là nó lột ra cũng rất là nhiều, rất là đỡ rồi. Vì cái này mới chỉ có 4 ngày thôi, 4 ngày. Anh cũng hy vọng rằng ở trong thời gian sắp tới thì sẽ có một cái điều kỳ diệu đến với hai cha con. Bây giờ ba thì đi có công việc rồi, nên không có ở nhà. Hãy chia sẻ thì cái gì đó hãy chia sẻ sau. Nói chung là cũng rất là mừng. Rồi, em cũng cảm ơn rất là nhiều quý Mạnh Thường Quân, cô bác cũng như là các quý vị cũng theo dõi chương trình Hải chia sẻ trong một thời gian vừa qua. À, Vương gửi lời cảm ơn đi, Vương cũng là cảm ơn đến quý. Vâng, gửi lời cảm ơn. Nói chung em nói từ tấm lòng của em thôi chứ không có gì mà phải. Mà lần hai cứ nói đây, không thấy cũng lên thôi. Ân xin gửi lời cảm ơn đến thầy Hải. Cô và các hướng dẫn đã ủng hộ chỉ bệnh và giúp đỡ con. Rồi. Những lời nói của em rất là xúc động quý vị. Em cũng ít nói nhưng mà em đã gửi cái tấm lòng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác anh chị, đặc biệt là thầy Hải, cô Diệp đã bỏ thời gian vô đây để giúp đỡ cho em đi hàng ngàn cây số. Rồi, Vương nhìn lên chứ em không có gì đâu. Cố biết quen không? Tự tin đi nghe chưa? Giờ cố đẹp ra rồi đó. Đấy.